Mình mến chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ vào bếp làm món bánh pate sâu. Ở đây mình có 320g thịt heo xay. Mình sẽ bỏ vào đây là 100g hành củ xay ha. Xay càng nhuyễn càng tốt nha các bạn. Tại vì khi mình ăn á, nó không có bị lợn cợn ha. Mình có 50g bánh mì ha. Mình đã xay nhuyễn. Và mình sẽ bỏ vào đây là 1/3 cup nước lạnh. Mình sẽ trộn lên cho nó đều ha, cho cái phần nước nó thấm vô cái bánh mì á, thì nó sẽ mềm nhanh hơn. Khi bánh mì nó mềm á, thì mình sẽ đổ vào chung với phần hành và phần thịt ha. Cái bánh mì này nó sẽ giúp cho cái nhân mình nó được mềm mại hơn ha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ gia vị vào cái phần thịt của mình nha các bạn. Mình sẽ bỏ vào đây là 2 muỗng cà phê hạt nêm ha. Mình cũng bỏ vào đây là 2 muỗng canh đường nha. Một nửa muỗng cà phê muối. Và 1/4 muỗng cà phê tiêu. Mình sẽ dùng tay và nhồi cái phần thịt này cho nó đều lại với nhau ha. Và mình sẽ để cho nó nghỉ 15 phút. Mình sẽ dùng cái vỏ bánh làm sẵn nha các bạn. Để cho nó tiện đó. Mình rất là thích cái hiệu này vì khi mà cái bánh nó nướng ra đó, nó rất là thơm mùi bơ. Nhưng các bạn xài hiệu nào cũng được, không có sao ha. Mình sẽ để nó ra ha. Thì mỗi miếng nó có một cái miếng giấy lót bên trong để cho nó đừng có dính lại với nhau. Mình sẽ dùng cái đồ cắt bánh để mà mình cắt cái vỏ bánh này để cho nó tạo thành cái hình tròn nha các bạn. Một miếng vỏ bánh lớn đó các bạn thì mình cắt ra được là 10 miếng tròn nhỏ ha, tức là 5 cặp ha. Và bây giờ mình sẽ bỏ thịt lên. Cái miếng vỏ bánh mà mình để bên trên á, mình sẽ cán ra cho nó bự bự ra một tí nha các bạn, để mà nó bọc hết cái phần thịt lại ha. Đây, mình sẽ lấy ra một miếng và mình dùng cái cọ quét á, mình quét một ít nước xung quanh làm keo dính á. Và bây giờ mình sẽ bỏ cái phần bánh ở trên lên ha. Sau đó mình sẽ bóp chặt cái cạnh nó lại ha. Đó, thì bây giờ mình đã được một cái như thế này ha. Và mình sẽ cứ như vậy mình làm cho hết cái phần vỏ bánh này ha các bạn. Ở đây mình có một cái trứng nha các bạn. Mình sẽ bỏ vào đây là nửa muỗng canh nước lạnh ha. Và sau đó mình sẽ quậy cho cái trứng này nó đều lên, tí nữa mình chét lên cái mặt bánh đó. Mình sẽ dùng một cái cọ và mình quét một lớp mỏng của trứng lên từng cái bánh ha các bạn, để tí nữa nướng xong nó có cái màu vàng đẹp ha. Thì mình nướng ở lửa là 375 cho 25 phút nha. Bánh mình đã nướng xong rồi nè các bạn. Nó có một cái màu vàng rất là đẹp luôn. Và bánh nở rất là đều ha. Và cái mùi rất là thơm luôn. Để mình tách ra cho các bạn xem nha. Đây, bánh rất là mềm và rất là giòn luôn đó các bạn. Nhìn bánh rất là xốp ha. Thì bên trong nó như thế này. Mình cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Chúc các bạn một ngày thật là đẹp nha.